Hoàng Anh đã hứa là sẽ quay cho các bạn, đó là làm như thế nào mà em còn trẻ em muốn kiếm tiền và em làm như thế nào và công thức như thế nào để có thể đảm bảo cho bạn có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Công thức này được đúc kết từ mười mấy năm kinh nghiệm và của rất nhiều các chuyên gia nổi tiếng, và tôi tin rằng là ngày hôm nay sẽ dành cho các bạn cực kỳ hào hứng. Hãy nhớ dùng giấy bút và chúng ta sẽ làm theo công thức này, viết lại. Chỉ có hai bước duy nhất, hai bước duy nhất. À, Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ, ngay sau bây giờ. Hãy sub kênh của Vân Anh, hãy bấm chuông để chúng ta có thể kết nối với nhau được nhiều hơn. Công thức thứ nhất đó là khởi nghiệp. Hầu hết những người làm kinh doanh đều thất bại, và bạn suy nghĩ đúng, bởi vì bất cứ những cái phần lớn những cái dự án khởi nghiệp hay kinh doanh nào đều thất bại. Chính vì thế nên cái điều đầu tiên đó là hãy bỏ ngay cái bước, cái ý tưởng kinh doanh một cách sáng tạo, những cái ước mơ khởi nghiệp hay những cái ý định đầu tư hay bất cứ những cái gì mà có thể gây ra về những cái rủi ro cho bạn, hãy bỏ cái suy nghĩ đó và hãy quên nó đi. Đó là bước đầu tiên. Và bước thứ hai đó là hãy hoàn thiện cái CV của bạn, cái sơ yếu lý lịch của bạn, và hãy xin vào một cái công ty thật là nổi tiếng, làm tốt công việc của bạn và làm hoàn thiện công việc của bạn. Nếu như mà chẳng may cái công việc đó của bạn có đóng cửa đi chăng nữa thì cũng không sao hết. Hãy xem lại bước thứ nhất và quay lại thực hiện bước thứ hai, tìm một công việc khác để bạn có thể lấy được kinh nghiệm, để lấy được những cái khả năng mà bạn biết được rằng là bạn đang giỏi về cái điều gì. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại làm hai cái bước như thế này? Bởi vì khi bạn có công việc, bạn sẽ có được cái mức thu nhập đều đặn của hàng tháng, bạn sẽ có lương hàng tháng, bạn sẽ có nhiều những cái chế độ, và đặc biệt bạn sẽ có những cái người đi đầu tiên để hướng dẫn cho bạn. Bạn họ sẽ có thể giúp cho bạn, bởi vì họ đã trải qua những cái quá trình mà bạn đã đi rồi, thì họ sẽ giúp cho bạn để bạn không gấp vấp phải, bạn không phải trả giá quá nhiều về những quy trình đi nữa. Bạn sẽ không cần phải làm việc quá nhiều những khoảng thời gian, hoặc là bạn sẽ không cần phải đi ngồi trà đá vỉa hè để tìm những cái công việc mà không có giúp ích cho bạn nữa. Và đặc biệt là khi mà bạn làm việc như vậy thì bạn cũng vẫn sẽ có những cái thời gian cho bản thân bạn, cho gia đình, cho đi chơi, cho cuối tuần, vân vân. Nên bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng ở đây đó là quên cái ý định khởi nghiệp khi mà bạn còn trẻ. Hãy cứ từ từ tìm một CV của bạn thật là tốt, và sau đó tìm một công ty, những nơi mà giúp cho bạn có thể phát triển bản thân, những nơi mà có thể giúp cho bạn có thể kết nối được với nhiều người và học hỏi những người giỏi hơn. Khi đó họ sẽ là những cái người giúp đỡ bạn, nắm tay bạn và giúp cho bạn giảm đi những cái chi phí về những cái rủi ro cho bạn. Sau khi bạn cảm thấy mình đủ lớn, đủ kiến thức, đủ khả năng thì lúc đấy bạn mới kinh doanh và kiếm tiền. Bởi vì bạn chỉ giỏi khi mà bạn sau nhiều năm cày cuốc và sau nhiều cái sự thất bại, và đặc biệt là bạn sẽ giảm thiểu được cái sự căng thẳng và thất bại hay là cô độc trong kinh doanh. Bạn hãy hình dung rằng là khi mà bạn kinh doanh cũng giống như là bạn chơi thể thao vậy. Những nhà vô địch họ đâu có nhiều những cái thời gian mà đi cà phê hay uống bia, họ dành rất là nhiều những cái thời gian trong phòng tập, bởi vì đôi khi họ còn bị chấn thương rất là nhiều lần. Những vận động viên họ sẽ còn nhiều khi còn bị đấm vào mặt rất là nhiều lần, hoặc là tập đạp xe có khi họ còn bị chấn thương gãy xương vân vân, đúng không ạ? Vì vậy nên là nếu như mà bạn muốn kiếm tiền một cách dễ dàng thì hãy làm đúng theo cái công thức bí mật này của tôi, không có sai. Bạn hãy yên tâm rằng công thức này tôi đã kiểm chứng. Hãy tìm một công việc ổn định và làm cho tới khi mà bạn cảm thấy bạn đầy đủ tất cả các kinh nghiệm của mình rồi, thì lúc đó bạn bắt đầu mới chuyển sang bước thứ một, đó là khởi nghiệp. Bạn hãy đừng chọn cái sự dễ dàng ngay đầu tiên, và bạn cũng hãy đừng suy nghĩ tới rằng là bạn sẽ tìm một cái lối đi riêng ngay đầu tiên khi mà bạn còn đang thiếu kiến thức. Hãy nhớ rằng học tập là phải chọn đời, và bạn muốn làm doanh nhân chắc chắn là bạn phải học tập. Và hãy chọn cái kênh subscribe kênh của Hàn Ngọc Vân Anh, chọn kênh thông báo để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Đặc biệt anh rất mong muốn bạn có thể chia sẻ quan điểm của bạn xuống dưới video này để chúng ta có thể làm rất là nhiều các video để chúng ta chia sẻ với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuỗi video khác sau của Hàn Ngọc Vân Anh. Xin chào.